Bầu trời nơi tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới trước đây tọa lạc tại thành phố New York lại được thắp sáng trong dịp tưởng niệm 22 năm vụ tấn công khủng bố. Giống như các năm, hai chùm ánh sáng được chiếu lên bầu trời có thể nhìn thấy từ rất xa để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng. Ngay trước thềm lễ tưởng niệm này, thêm hai nạn nhân trong vụ sập tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York được nhận dạng nhờ công nghệ ADN hiện đại. Danh tính của hai nạn nhân nói trên gồm một nam và một nữ, được giữ kín theo đề nghị của hai gia đình. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được nhận dạng. Hiện còn hơn 1.000 hài cốt từ vụ tấn công ngày 11 tháng 9 vẫn chưa được xác định. Những mảnh hài cốt này hiện được lưu giữ tại Đài Tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia ngày 11 tháng 9, tọa lạc tại địa điểm từng là Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.